Tập 1. Chiến tranh cổ vật. Hôm nọ Nobita và bạn gái Suka sang nhà Seiko chơi, nhà cậu ấy rất giàu có nên sưu tầm rất nhiều đồ cổ độc lạ, quý hiếm, nào là máy nghe nhạc đời đầu, khẩu súng của Napoleon dùng, đèn thần của An-E-D, quốc mộc cổ xưa. Làm cho Suka và Nobita rất ngạc nhiên thích thú, vì vậy hắn ta rất vênh váo, khoe khoang ra thế này nọ với hai bạn. Tên mỏ nhọn Seiko cũng quá đáng lắm, không những khoe khoang mà còn cười nhạo Nobita là kém cỏi và chê nhà cậu ta làm sao có được đồ cổ như vậy được. Nghe vậy Nobita không thể nào kìm chế được, nên cả hai cãi nhau cả nhà cửa. Không cam tâm để tên mỏ nhọn sỉ nhục, Nobita tức quá bỏ về nhà, bảo với mèo ú là cũng muốn có nhiều đồ cổ sưu tầm. Doraemon là mèo máy đến từ tương lai mà, chuyện này có khó gì đâu. Cậu ta nói rằng ở thế kỷ 22 cũng có mở cửa hàng buôn bán đồ cổ, muốn mua bán đồ cổ thì chỉ cần nhờ chuyên gia giúp đỡ là xong. Nobita nghe thấy thích thú nhưng bảo không có tiền sao mua được. Mèo ú liền bảo không quan trọng, chỉ cần dùng đồ ở hiện tại đem đổi là được. Vì đồ ở hiện tại đem đến thế kỷ 22 là đồ cổ thượng hạng rồi. Doraemon bảo Nobita lấy một món đồ nào đang dùng, hoặc đã dùng cũng đều được. Nghe vậy, cậu liền lấy đại ra cái máy radio, mèo máy lục tìm trong túi thần kỳ, lấy ra máy tiếp nhận thời gian, để liên hệ với chuyên gia mua bán đồ cổ ở thế kỷ 22. Mèo ú cầm máy gọi đến cửa hàng và bảo muốn đổi một cái máy radio cũ hơn, cái đang có. Sau khi giám định món đồ hoàn tất, chuyên gia báo có thể đổi thành cái máy thu radio tinh thể. Doraemon đồng ý, thế là cái máy radio hiện đại biến thành chiếc máy radio tinh thể. Nó là một chiếc radio đời đầu, quá mừng rỡ. Nobita liền đem khoe với Seiko và mấy bạn khác, mọi người xem món đồ. Ai cũng thích thú, trầm trồ làm cho Seiko vô cùng ghen tức. Seiko mỏ nhọn không tài nào chịu thua liền bỏ chạy về nhà kiếm đồ cổ hơn. Nobita cũng quyết chiến với Seiko nên chạy về nhà định nhờ Doraemon. Nhưng không có mèo ú ở nhà mà chỉ thấy máy tiếp nhận thời gian ở trong phòng. Tò mò, cậu đã tự ý lấy nó dùng. Nobita là chuyên gia gây rắc rối, cậu làm gì cũng không bao giờ tính toán. Không suy nghĩ nhiều, Nobita đã giao dịch với cửa hàng buôn bán đồ cổ. Cậu bảo người giám định cứ đổi tự do mọi thứ thành đồ càng cổ càng tốt. Người giám định bảo cậu chờ trong chốc lát, khi nào xong sẽ lập tức hoán đổi. Trong lúc chờ đợi, Nobita đi xuống, nhà đột nhiên bộ đồ đang mặc biến thành bộ kimono bằng sợi bông, đôi giày cũng biến thành dép rơm. Cậu vội chạy đến khoe với các bạn. Đúng lúc đó, trai em cũng đang mặc bộ kimono cho mọi người xem. Chợt tiếng Seiko vọng lại, rằng cả hai không có gì đặc biệt. Cả nhóm bạn giật mình quay lại, thì thấy Seiko mỏ nhọn mặc bộ giáp từ thư ời chiến quốc, hiên ngang bước tới. Mọi người ai cũng kinh ngạc và trầm trồ cổ xưa quá. Cuộc chiến cổ vật chưa dừng lại. Nobita tức tối chạy về nhà cầm luôn chiếc máy chạy đi, và bảo muốn đổi đồ nào cổ hơn và hiếm hơn. Trong lúc tên Seiko đang khoe khoan bộ giáp của hắn có từ 100 năm trước, thì cả bọn sững sờ khi thấy Nobita đứng lù lù phía sau, với bộ giáp sắt có niên đại 1.000 năm trước. Thế là tất cả chạy sang phía Nobita hết lời khen ngợi. Thấy nhiều bạn khen ngợi, đặc biệt Suka làm cậu càng thêm đắt ý, cho nên liền lấy máy hỏi cửa hàng đồ cổ còn bộ nào cổ hơn nữa không. Lập tức bộ giáp Nobita đang mặc biến thành bộ đồ của thời đồ đá. Ha ha ha, thật đen đủi cho Nobita. Vừa lúc đó Suka hỏi còn thứ gì cổ hơn trang phục thời đồ đá không. Thế là cái máy làm cho Nobita chỉ còn một chiếc lá che thân. Cậu vô cùng xấu hổ với các bạn, ném luôn cái máy rồi vội vàng bỏ chạy không kịp thở. Đâu ngờ rằng, vì cái máy vẫn còn trong quá trình giao dịch, nên mọi thứ trong nhà dần dần biến thành đồ cổ. Mẹ Nobita đem đồ đi giặt, bỗng nhiên biến tất cả dụng cụ giặt hiện đại biến thành đồ cổ của hàng trăm năm trước. Bà mẹ không hiểu chuyện gì, nghĩ có thể mình bị sốt, sợ quá liền chạy đi gọi cho bố Nobita về. Đang nói chuyện đột nhiên điện thoại hiện đại biến thành điện thoại thời cổ. Tiếp đến, tất cả mọi thứ trong nhà đều bị đổi hết, từ điện thoại, bàn ghế, đến bộ đồ đang mặc. Mẹ quảng hốt, sợ hãi quá độ, chỉ biết ngồi khóc một mình. Doraemon về đến nhà thấy vậy biết ngay là do Nobita tự tiện dùng máy liền chạy nhanh lên phòng. Không thấy Nobita và cái máy đâu, mèo ú liền chạy ra ngoài tìm. Lúc này, Nobita không quần áo núp trong bụi cây chờ các bạn về hết rồi lén chạy về nhà. Nhưng khi chạy ngang đồn cảnh sát, liền bị chú cảnh sát đuổi theo vì dám trần truồng chạy trên đường. Thế nhưng vừa túm, được Nobita bỗng nhiên bộ đồ cảnh sát hiện tại biến thành bộ đồ thời cổ. Ông ta hoảng sợ tái xanh mặt mũi, bỏ chạy la hét inh ỏi. Sau đó, cậu trốn bên chiếc ô tô đời mới, bỗng nó biến thành xe kéo cổ xưa. Hoảng sợ, Nobita chạy đến đâu mọi thứ trở nên đảo lộn đến đó. Cuối cùng Doraemon cũng tìm được Nobita đang trốn trong bụi cây. Cậu kể lại cho mèo máy biết, do trao đổi buôn bán với người bán đồ cổ, nên mới ra nông nổi này. Mèo ú tức điên với người bạn chuyên gây rối và hỏi cái máy giờ đang ở đâu. Nobita hậu đậu cũng chẳng biết, thế là mèo ú bắt cậu ấy đang trần truồng cũng phải nhanh chóng đi tìm. Cả hai đang đi tìm thì trời đổ mưa, Nobita sợ hư máy nên chạy thật nhanh tìm kiếm,
không còn cảm giác xấu hổ gì nữa cả. Lúc này, bố Nobita nghe mẹ gọi điện nói bị trở về quá khứ, liền nhanh chóng trở về nhà xem tình hình thế nào. Lúc gần đến nhà, bỗng chiếc dù biến thành áo rơm và nón rơm, ông bố tưởng mình bị sốt liền lấy thuốc ra hút cho tỉnh táo. Nào ngờ điếu thuốc lá và bật lửa biến thành điếu cày và cục đá. Ông ta không hiểu chuyện gì nữa nên sợ hãi kêu cứu và bỏ chạy thật nhanh về nhà. Bất chợt ông dừng lại vì hình như đã chạy qua khỏi nhà. Bố từ từ lùi lại và phát hiện ngôi nhà hiện tại đã biến thành ngôi nhà vách đất, và bà vợ bước ra với bộ trang phục ở thời đồ đá. Ông bố sợ hãi nhảy dựng lên và ngất xỉu luôn. Lúc này, ở bãi đất trống Nobita và Doraemon cũng đã tìm thấy máy tiếp nhận thời gian và quay trở về. Thật tội nghiệp cho bố mẹ Nobita, vì cậu con trai chuyên gây rối nên phải chịu nhiều khổ sở. Doraemon dùng máy tiếp nhận thời gian để đổi lại những món đồ trong nhà, nhưng giao dịch không thành công. Họ bảo tất cả đồ đã bán đi mất rồi, muốn đổi lại phải chờ một tuần. Còn muốn đổi đồ hiện đại thì có liền. Nobita đồng ý tạm thời dùng đồ hiện đại của tương lai. Nào ngờ đâu, đồ hiện đại toàn bằng người máy nên làm cho cả nhà rối tung lên. Nobita khóc lóc vì người máy cứ lau chùi người cậu ta cả ngày. Còn Doraemon liên tục hối thúc người mua bán đồ cổ để đổi mọi thứ trở lại bình thường. Ha ha ha, đúng là lạc hậu quá thì cùng cực, còn hiện đại quá thì bực bội mà.